nha, chào mừng đến với channel tối nay các bác em ơi. Thì hôm nay anh em mình gọi là vừa nghe nhạc vừa gọi có cái xíu để anh em mình gọi là có những cái gọi là phương án đánh cầu và ấp cầu tại ga mình hôm nay cả nhà. Đấy gọi là soi những cái công thức về cầu. Thì với lại cầu này để tôi coi soi này, anh em thấy các vị 18 đúng không? 14 với 18 tiếp tục đánh cái tiếng về tài ba cũ ơi. Cầu này anh em đánh về cầu gì đây? 9 9 9 8 9 5 mà về lại cái xíu tiếp này 3 2 3. Rồi ok. Anh em có thử anh em vào đây thì đặt niềm tin vào tôi đánh chắc này là 5 rồi, gãy rồi. 5 là gãy các bác. Chưa gì là 5. Cầu này chưa gì là 5 rồi. Đây về lại cái tài 3M thôi. Làm lại được cái tài không? Cố gắng thì với những cái công thức tôi đánh thì anh em vào đây thì cùng nhau follow channel tôi một ngày nhá, để hàng ngày anh em mình tiếp thêm động lực và có những cái gọi là cái hướng dẫn đánh cầu và đọc vị, các đọc vị mình về. Giờ thêm 2 cũ ơi, còn nhận tiền. Nhận thêm 2 đi. Là 18 mà. 6 này không? Nhập thêm 2 là chuẩn luôn. Rồi lại lực liền chuẩn luôn. Này đi là 22 thôi, cứ theo 22 đi bác, biết làm sao. Câu đang theo 22 thì mình theo lại rất mình đánh gãy câu 22 quá. Câu 22 có 2 lừa. 22 lừa. Tiếp tài 45 nhá. Tiếp tài 45 thôi. Đấm tiếp mấy cây chơi. 45 tài nè. 43. Địch mẹ 43 ra 2. Mấy cầu lờ lợn thế nhở. Tài 18 tiếp tài tiếp đi. Đánh cái to làm gì rồi. 7 cũ ơi tài tiếp. Lại 7 cũ tài tiếp cho mình nhá. Đập lúa hấp lúa không. Sơ tiếp tài nè. Đã tài mình cho khoi. 7 mơ tài nhá. Bú tài không ta. Ôi ôi địt mẹ 23 rồi. Ôi rồi cái cầu a à, ôi 33 là 55. Ôi tôi tưởng thua chứ, tưởng 23 là 5 chứ. Ôi hên quá anh em ơi. Tiếp xỉu ơi. Ba của chính nhá. Cầu này đang hai quả vẫn đi về ta. Ta 11 nữa. Rồi thử bú được về cầu không? Lầm tiềm ta. 6 này. 61 này. Ủa 61 là 4 không chịu rồi. Quá trang của người ta. Cầu này tôi đánh 1 không được. 1 không được, tiếp lại cái này đi tiếp tài tiếp 5 cũ ơi. 5 cũ tài nhá. Ôi cái này đánh 1 mà đánh nhầm mà. À đánh nhầm một xíu à, đánh về 21. Rất nhiều yêu em rất chiêu chiêu anh em ơi, chiêu chiêu ơi. Anh chiêu chiêu 5 cũ tài rồi. Để mong lượm được đây, này đang ra quả được 11 rồi, 533. Sợ xỉu 10 ghê ấy. 6 này, 61 này. Ok, bạn lượm tài nhá, bạn lượm chắc tài. Cậu đi được 11 rồi, có thể kép 11 nữa em ơi. Lắm kép thế nhở. Thôi kệ bà nó kép kệ anh em ơi, ba củ xỉu ơi. Kép kệ nó chứ. Không quan trọng là không kép. Này và tiếp tục cầu này để coi thì đánh bên đỏ đỏ thì ăn được không rồi. Kép 11 kệ đó chứ, cầu này 11 mà. Kệ bà đừng nên kép làm gì. Xỉu không? Kép với tôi này, kép với tôi để bú nha em ơi. Kép với chúng tôi. Tiếp tục về tài này, bên này tiếp tục đi lại tiếp tài. Lại kệ 3.6 ấy. Cầu tôi nghi cơ ra một cái bệ dài. Nguy cơ ra một cái bệ dài gì đó. Với nguy cơ mình đón được cầu ăn được không? 36 tiếp tài nhá. Tiếp tài mình 36 rồi. Đồng lại tài 36 không? Đậm lúa không ta? 6 này, 61 này. Ôi gãy rồi. Ôi cậu này gãy sớm quá. Biết đánh được cậu 51 à? Nhiều khi đã chót lỡ yêu rồi. Về lại tài 4 cũ nhá. Cái này cái đánh ăn keng cái thu hỏi. 40 tài tí thôi, lầm lúa. Lầm lúa được không? Nhiều. Ôi gãy các bác, hai cây đều gãy. Cầu đánh hai cây đều gãy các bác em ạ. 5 cũ tài lầm lại. Lại cái 5.
Gặp lại mình về lại cho Năm nhé, Năm Vũ Tài nhé. Hấp vội được không? Năm Vũ Tài bắt về cầu này, cứ gọi bắt về cầu về Bắc. Cầu ra Bắc về Nam. Cầu đang đi cầu ra Bắc về Nam mà. Năm mờ đi. Lập lúa sơ đi, Năm mờ đi. Không Năm mờ không? Ôi nặng nó có một thế này là thấy sáng rồi ấy. Nặng có một thế này là sáng rồi em ơi. Đánh gãy nhờ 89 này, 98 này, con này cứ đi xỉu về tài Năm cũ ơi. Má đánh cầu khó à trời. Cầu sơ khó quá. Năm mờ nhá. Ôi địch mày sấy nữa. Cầu nó thay đổi cầu hoán vị, cầu khó đánh quá anh em ơi. Đây đánh một cây rồi. Đánh một cây chốt đơn này. Hai xỉu đi mát ok. Cây này tính tôi đánh về lại mình là cây 25 triệu tài. Mày chốt đơn cái này luôn. Đánh cây chốt đơn luôn. Đang cầu khó đánh chốt đơn luôn. 25 mở tài nhá. Tiền tài cân to này, tiền tài cân rất to, 1 tỷ 5. 1 tỷ 7. Tài 1 tỷ 7 rồi. Tài tỷ 8. Tài cân rất là to. Mong bú được thôi. Lầm chắc. Đấy, lầm chắc. L13 cũ lại liền. Bảy đánh vậy mới gọi là hay chứ. Để có liều nhiều được không này, xỉu 3 cây à, khó quá, 8-9-10 về về tài ơi. Ba cũ tài ơi. Ôi giời ơi, chuẩn quá anh ơi, rồi ok. Lái 16 mở nhá mà, ok chốt đơn hôm nay nhá mời. Bạn nào thấy kênh tôi đánh hay xin một like, subscribe nhá mời. Và chúc anh một ngày chơi vui vẻ mang với cộng game thì lừa chơi nhá. Và xin phép tắt video ở đây bye mà. Và xin chúc anh một ngày chơi vui vẻ 8-3-6 nhá mời. Ok, chốt lại may mắn 16 mở, bye bye anh ba mọi người nhá, tổng chào cả nhà. Chốt lại thôi, nhẹ nhàng.